Hello, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lâm Quanh Cuộc Sống Coda. Rất vui chào đón các bạn nha. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món ăn nổi tiếng, là một món ăn truyền thống của người Hàn. Món ăn này cũng không xa lạ gì với mọi người. Đặc biệt là món ăn này vừa rẻ lại bổ dưỡng cho cơ thể trẻ em và người lớn, cách lại dễ làm và nhanh gọn. Thì nguyên liệu ở đây gồm có là đậu hũ và ớt sừng, hành ba rô và bí, bí ngòi chắc, cái này là bí ngòi nhỉ. Cái này là nấm kim châm và củ hành tây. Và đây là bột nêm hải sản để nêm vào cái nồi canh này nhé. Và đây là tương đậu tương của nhà hàng đây. Thì sau đây mình sẽ thực hiện nấu luôn. Mình sẽ cho nước vào trong cái nồi tùy theo mọi người phân biệt là nhà đông hay ít nha. Ăn bao nhiêu người thì cho nước ít hay nhiều. Mình cho nước vào rồi xong mình đun. Trong khi chờ nước nó sôi thì mình sẽ cắt rau củ ra nha mọi người. Thì cắt tùy suýt thôi, cắt vừa phải vừa miếng mình ăn được rồi. Bây giờ nước sôi mình sẽ cho đậu tương đậu vào nhé. Cái này nó cũng hơi có chất mặn trong đó rồi nên là mọi người cho cũng liều lượng vừa phải thôi nhé. Mình nấu theo cách này là rất là dễ làm và nhanh có ăn nha. Đối với người Hàn họ nấu rất là nhiều cách khác nhau, cũng như là tùy thích nấu như nào nấu á. Cái món này thì mình áp dụng nấu vào thường vào buổi sáng á mọi người, thì nó rất là nhanh gọn lẹ nên là nhanh có ăn lắm, nên là mình nấu món này thường xuyên luôn. Và mọi người nhớ nấu là chỉ cho tương đậu vào thôi nha, không có cho mắm muối gì vào nữa nha. Vì mình nấu xong rồi mình còn nêm nếm lại. Nếu mà nó nhạt thì mình cho thêm vào. Sau khi mình cho tương đậu vào thì nó sôi rồi, nó sôi lại rồi thì mình sẽ cho rau củ vào nha. Mình sẽ cho bí ngòi vào trước. Mình sẽ cho tỏi băm vào luôn. Củ hành tây. Mình dùng hai quả ớt này, một loại ở quả ớt đỏ là nó không cay, còn cái quả ớt xanh này là nó cay.
nó cay, ớt của người Hàn nó cay nhưng mà nó không có cay nồng như là của Việt Nam mình. Thì mình cho hai cái quả ớt nó có khác màu nhau thì cho nó màu sắc nó đẹp hơn á. Bước này mình sẽ vớt cái bọt nó đi nha. Lúc này mình nấu bí và củ hành tây nó mềm rồi á thì mình sẽ cho đậu hũ vào. Lúc này mình sẽ nêm tôi vừa ăn chưa nha mọi người, để mình thêm gia vị vào. Nó cũng rất là vừa ăn rồi. Thì trong cái tương đậu đó là có gia vị rồi, nó muối mặn mặn trong đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ nêm thêm một ít bột nêm nhé, bột nêm hải sản. Mình nấu cái gao gao mà nó chín, nó cảm thấy nó chín được rồi thì mình sẽ tắt bếp cho mọi người. Như thế này là được rồi nè.
Xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy cơm và mình trộn ăn luôn nha mọi người. Vì cái món cơm trộn là nó sẽ đi kèm với cái canh tương đậu này, ăn rất là ngon và hợp luôn nha. Đây là dầu mè mình cho vào một tí để mình ăn nó thơm và nó giúp cho mình trộn cái cơm nó không bị khô á. Mà món cơm trộn thì không bao giờ không thể thiếu những cái món rau như này và còn rất nhiều loại rau nữa. Loại canh này rất là ngon luôn nha mọi người. Mình cho nhiều nấm kim chi vào nữa nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho đậu hũ và một ít nước nước canh tương đậu này cho vào cùng thì mình sẽ trộn cái cơm nó ăn rất là ngon nha. Cho đậu hũ vào mình trộn ăn lên, nó ăn nó béo béo rất là ngon, nó thơm á. Món cơm trộn này rất là nổi tiếng luôn nha, có rất là nhiều rau. Đây là mình ăn có ba bốn loại rau này là ít rồi đó. Mỗi một lần người hàng á mà nói đến món cơm trộn này thì rất là nhiều loại rau, tầm 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 cả chục loại rau, không biết là mình không kể hết luôn á. Xà lách cũng cho vào nữa nè, rất là nhiều nhiều lắm. Mà hôm nay mình nấu cái kiểu như hơi không có cho cái mùi nó thơm quá là thơm luôn nhỉ. Đậu hũ là mình dầm nát ra mình trộn cùng với cơm ăn rất là béo luôn. Này có kim chi nữa là ăn kèm lắm nhé. Có người ăn kèm với kim chi, có người thì không. Có kim chi ăn kèm nó chua chua cay cay rất là tuyệt luôn. Là cái video của mình chia sẻ nấu cái món canh tương đậu của Hàn Quốc đến đây xin tạm dừng. Hẹn mọi người video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem video của mình nha. Đừng quên cho mình xin một like và được đăng ký kênh để mình ra những video tiếp theo chia sẻ những món ăn Hàn Quốc hoặc là cuộc sống Hàn Quốc cho mọi người xem nha.